Con trai tỷ phú bị đồn hẹn hò với Lisa Blackpink là ai? Frederick là con trai của tỷ phú người Pháp Bernard Arnault. Anh đang vướng tin đồn hẹn hò với Lisa của nhóm Blackpink. Tin đồn Lisa của nhóm Blackpink đang hẹn hò với doanh nhân Frederick Arnault nhanh chóng gây bão trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Cả hai bị lộ những hình ảnh thân thiết bên nhau. Dù cả hai đều chưa lên tiếng, song danh tính người tình tin đồn của Lisa đã nhanh chóng được săn lùng. Frederick sinh năm 1995, là con trai thứ 4 của tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, ông chủ của tập đoàn thương hiệu xa xỉ LVMH. Theo Bloomberg, Bernard Arnault hiện sở hữu khối tài sản ròng có trị giá hơn 200 tỷ USD tính tới ngày 1 tháng 6 năm 2023. Frederick tốt nghiệp trường đại học Bách khoa Paris, hạng ưu tú. Anh nổi bật với khả năng nói được 4 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Đức. Hiện tại, anh là giám đốc điều hành của thương hiệu đồng hồ xa xỉ Tagheuer, theo SCMP. Anh gia nhập công ty thuộc sở hữu của LVMH từ năm 2017 và trở thành giám đốc điều hành vào năm 2020 ở độ tuổi 25. Tại Tagheuer, Frederick nhanh chóng có được những thành tích đáng nể, trong đó có việc mời được tài tử Canada Ryan Gosling làm đại sứ thương hiệu của công ty. Theo SCMP, tất cả những người con của Bernard đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và điều hành đế chế xa xỉ của ông. Tuy nhiên, những đóng góp của Frederick nổi bật bởi sự đột phá tại Tagheuer. Dưới sự lãnh đạo của doanh nhân sinh năm 1995, thương hiệu đã hợp tác nhiều ngôi sao nổi tiếng như Grey Anatomy Patrick Dempsey, Jacob Elordi. Tờ New York Times đưa tin, Delphine Arnault, con cả của tỷ phú Bernard đã chuẩn bị cho Frederick trở thành nhà lãnh đạo của Tagheuer ngay từ đầu. Thực tế, trong thời gian điều hành công ty, doanh nhân trẻ này đã tập trung vào đồng hồ kết nối, sắp xếp chuyển đổi từ bán buôn sang bán lẻ và tăng doanh số bán hàng thương mại điện tử, đồng thời đàm phán hợp tác với Porsche. Đáng chú ý, doanh thu của thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Tagheuer thuộc sở hữu của LVMH đã phục hồi kể từ khi Frederick đảm nhận vị trí giám đốc điều hành. Doanh nhân trẻ đặt mục tiêu phát triển Tagheuer thành một công ty trị giá 1 tỷ USD. Trước đó, trên các diễn đàn trực tuyến, bức ảnh chụp màn hình Lisa được cho là đang hẹn hò tại Paris nhanh chóng gây chú ý. Điều khiến nhiều người sốc nhất là nhân vật trong bức ảnh được nhiều người suy đoán là Frederick, con trai của tập đoàn thương hiệu xa xỉ LVMH.